Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 17 tháng 4, đại diện Công an huyện Thanh Trì Hà Nội cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra vụ việc bé gái DTNL 12 tuổi bị xâm hại dẫn đến mang thai 38 tuần tuổi. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng ra quyết định ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nghi phạm vụ án. Tuy nhiên, danh tính người này vẫn chưa được công bố. Đại diện lãnh đạo Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, 17 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, bé gái đã hạ sinh một bé trai nặng 3kg, sức khỏe của cả hai mẹ con đều tốt. Cũng trong ngày 17 tháng 4, đại diện Công an huyện Thanh Trì cho biết, cơ quan chức năng vừa lấy mẫu ADN con của bé L để phục vụ điều tra. Theo trình báo của gia đình anh A, cha của bé gái sau khi phát hiện con gái mang thai đã được con tới cơ quan công an xã Tam Hiệp trình báo tại địa phương gia đình anh a có hoàn cảnh khó khăn và là hộ nghèo nhiều năm vợ chồng anh a có hai người con cháu l là con út khi cháu l vừa tròn một tuổi vợ anh a bỏ nhà đi đến nay chưa biết tung tích kể từ đó anh a phải sống trong cảnh gà chống nuôi con để có tiền nuôi con anh a phải đi làm nhiều công việc chân tay những lúc rảnh rỗi anh a thường chạy xe ôm để kiếm thêm thu nhập anh a nói gia đình mong cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý nghiêm minh người đã làm hại con gái mình Liên quan đến vụ việc này, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, trưởng văn phòng luật sư kết nối cho rằng cháu bé bị xâm hại khi 11 tuổi đã có sự mô tả lại về hành vi của đối phương. Hành vi của đối tượng phạm tội có đầy đủ yếu tố cấu thành tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, điều 142 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với tình tiết định khung là làm nạn nhân có thai và phạm tội hai lần trở lên sau khi cháu bé sinh con, việc xét nghiệm để truy bắt xét xử đối tượng phạm tội sẽ được cơ quan chức năng vào cuộc và đối tượng có thể xử lý với mức phạt cao nhất lên đến 20 năm tù. Trong vụ án hút cát lậu trên biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Trương Văn Trinh và 22 đồng phạm về các tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, bị can Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ thuộc Bộ Công an bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo nội dung vụ án, từ tháng 2 năm 2022 đến ngày 6 tháng 5 năm 2022, Trường Văn Trinh tổ chức điều hành đường dây hút cát trái phép tại khu vực biển Cồn Ngựa, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, với 9 tàu hút có ký hiệu đăng ký tại các tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, Đồng Nai. Để quản lý điều hành hoạt động khai thác cát trái phép, trình lập ra nhiều nhóm Zalo hội anh em miền Bắc và tàu cát miền Bắc với thành viên là các thuyền trưởng và một số chủ tàu. Khi chỉ đạo tàu đi hút cát, trình sẽ ám hiệu bằng tin nhắn đi nhậu và nếu hôm nào không đi hút cát sẽ nhắn nghỉ nhậu. Khoảng 23 giờ 45 phút ngày mùng 5 tháng 5 năm 2022, thủy đoàn 2 thuộc cục cảnh sát giao thông bộ công an phát hiện nhiều tàu có lắp thiết bị khai thác cát không phép, 13 thuyền trưởng, 55 thuyền viên trên đang hút cát không phép, có 11 trên 12 tàu có chứa 7.500 mét khối cát. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định số tiền trinh thu lợi từ việc khai thác cát trái phép khoảng 13 đến 24,6 tỷ đồng. Sau khi các tàu hút cát lậu bị bắt, Trương Văn Trinh đã trao đổi với Trương Văn Thắng tìm người lo lót để tàu hút cát đang bị tạm giữ, chỉ bị xử phạt hành chính, không bị tịch thu. Sau đó Thắng nhờ Bùi Văn Cường giúp. Thông qua giới thiệu của một cán bộ công tác tại C08, Cường liên hệ với Trịnh Văn Hưng, cựu cán bộ Cục Hậu Cần Bộ Công an, Hưng được giới thiệu là người có nhiều mối quan hệ, có thể xử lý được việc mà Trinh và Thắng mong muốn. Hưng báo với Cường là có thể xử lý được và cần phải lo lót số tiền 3 tỷ đồng. Ngày 9 tháng 5 năm 2022, Trinh chỉ đạo Bùi Văn Bản, cháu ruột của Trinh, dùng tài khoản chuyển 3 tỷ đồng cho Trương Văn Thắng. Cùng ngày Thắng chuyển vào tài khoản của Cường số tiền 500 triệu đồng. Ngay lúc đó, Cường chuyển 400 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Trịnh Văn Hưng và giữ lại 100 triệu đồng. Ngày hôm sau, Cường cùng thắng đến Hà Nội để gặp Trịnh Văn Hưng tại một quán bia hơi ở quận Cầu Giấy, Hưng giới thiệu người tên Phi và để Phi chở Cường thắng đến trụ sở cục C08 gặp ông C, lãnh đạo một phòng nghiệp vụ. Đến nơi, Cường và thắng vào làm việc với C về nội dung thắng có tàu bị bắt trong thành phố Hồ Chí Minh và cho biết không trực tiếp làm mà chỉ thuê tàu giao cho Trương Văn Trinh. Tuy nhiên đến ngày 24 tháng 5 năm 2022, thủy đoàn 2 Cục C08 chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận, thụ lý theo thẩm quyền. 3 ngày sau, Thắng và Trinh bị bắt về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên. Các tàu hút cát cũng được Cục C08 bàn giao cho Công an thành phố Hồ Chí Minh tạm giữ từ ngày 16 tháng 7 năm 2022 đến 29 tháng 12 năm 2022. Bùi Văn Cường được Trịnh Văn Hưng chuyển trả tổng cộng 1 tỷ đồng, trong đó 400 triệu đồng nhận vụ lo lót như trên và 600 triệu tiền vay mượn. Cơ quan điều tra xác định Trịnh Văn Hưng mặc dù không quen biết, không có khả năng tìm gặp người có chức vụ quyền hạn, có thẩm quyền giải quyết nhưng vẫn hứa hẹn tìm cách lao lót để tàu hút cát chỉ bị xử phạt hành chính. Hưng sau khi nhận 400 triệu đồng nhưng sử dụng vào mục đích cá nhân mà không đưa cho bất kỳ ai có thẩm quyền. Do đó hành vi của Trịnh Văn Hưng đã phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau gần một tháng tạm hoãn làm việc, Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa có kế hoạch mở lại phiên xử phúc thẩm đối với bà Trần Thị Hiền sinh năm 1975, mẹ của nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong vụ án nữ sinh giao gà, và bà Vì Thị Thu, sinh năm 1982, liên quan vụ mua bán trái phép chất ma túy. Phiên xử diễn ra ngày 22 tháng 4 tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên do thẩm phán Nguyễn Vũ Đông làm chủ tọa. Theo quyết định xét xử, bà Trần Thị Hiền có 6 người bào chữa, bao gồm các luật sư Giang Hồng Thanh, Trần Đình Triển, Trần Đình Minh Long, Vũ Thị Nga, Nguyễn Thị Vi và Lương Đức Chính. Trước đó, ở phiên sơ thẩm diễn ra vào tháng 11 năm 2019, Tòa Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên phạt bị cáo Hiền 20 năm tù, bị cáo Thu tù trung thân cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sau đó, hai bị cáo này có đơn kháng cáo kêu oan. Phiên phúc thẩm diễn ra tháng 5 năm 2022 ở Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Hội đồng xét xử nhận định có nhiều tình tiết chưa được sáng tỏ. Do đó quyết định hủy một phần bản án sơ thẩm, hủy toàn bộ những nội dung liên quan đến bà Hiền để điều tra, xét xử lại. Đối với bị cáo Thu thì tòa phúc thẩm bác kháng cáo, giữ nguyên án trung thân. Tuy nhiên đến tháng 9 năm 2023, Hội đồng thẩm phán Tòa Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm vụ án và tuyên hủy bản án phúc thẩm của Tòa Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, đồng thời yêu cầu xét xử phúc thẩm lại vụ án. Gần đây nhất vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, bà Hiền và bà Thu được cảnh sát dẫn giải đến tòa. Khi làm thủ tục, bà Hiền dự nguyên kháng cáo kêu oan và đề nghị cấp phúc thẩm hoãn phiên xử do bị cáo không đảm bảo về sức khỏe. Đồng thời tất cả luật sư bào chữa cho bà này đều vắng mặt. Trong khi đó, tòa án chỉ định luật sư nhưng bà Hiền từ chối. Khi phiên tòa diễn ra được gần một giờ, bị cáo Hiền ngất xỉu nên lực lượng chức năng phải đưa bà này đi kiểm tra y tế. Do đó, phiên tòa phúc thẩm hôm đó phải tạm dừng. Liên quan đến vụ việc một công dân Việt Nam bị sát hại gần đây tại Đài Loan, Trung Quốc, Bộ Ngoại giao mới đây thông tin như sau. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc đã liên hệ với cơ quan chức năng của Đài Loan, sơ bộ xác minh được nhân thân người bị hại và đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, theo dõi sát vụ việc làm rõ thông tin nhân thân những đối tượng liên quan, có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật sở tại. Bên cạnh đó, Văn phòng Công tố Văn Lâm, Đài Loan, Trung Quốc đã thông báo về việc bắt giữ 4 người Việt Nam và một người Đài Loan. Những người này bị cáo buộc đã bắt cóc tống tiền và sát hại một nạn nhân người Việt Nam. Trước đó trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh nhiều cảnh sát có sử dụng súng, công cụ hỗ trợ ập vào một căn nhà bắt giữ một số nghi phạm được cho là người Việt Nam và cả người nước ngoài đã có hành vi sát hại một công dân Việt Nam. Theo nội dung clip từ đài truyền hình TVBS và SETN của Đài Loan, Trung Quốc, qua xác minh của Cảnh sát Đài Loan, Trung Quốc, nạn nhân bị sát hại vào khoảng tháng 3 năm 2024. Đại diện văn phòng công tố Văn Lâm cho biết nạn nhân là một người đàn ông 24 tuổi, họ Vũ, đang làm việc tại thành phố Đào Viên. Những nghi can bị bắt giữ gồm 3 người đàn ông, họ Lê, Hoàng và Vũ Duy. Một người phụ nữ họ Nguyễn và một người Đài Loan, người đàn ông họ Lê và người phụ nữ họ Nguyễn đã lên kế hoạch bắt cóc người đàn ông họ Vũ chỉ ít lâu sau khi quen biết qua mạng. Nhóm người này sau đó gọi điện thoại cho cha của nạn nhân, yêu cầu số tiền chuộc 25 vạn Đài tệ tương đương với 200 triệu đồng. Sau khi gia đình nạn nhân chuyển khoản, những người này tiếp tục giam giữ nạn nhân nhằm moi thêm tiền chuộc trong tương lai. Để những người xung quanh không phát hiện, nhóm người này đã bịt miệng, mắt và mũi của nạn nhân. Các công tố viên cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến người đàn ông họ Vũ thiệt mạng. Những nghi can sau đó đã phi tang thi thể tại một trang trại mía. Về vụ việc trên, ông Nguyễn Hoài Bắc, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương xác nhận rằng địa phương này vừa tiếp nhận nguồn tin một lao động người địa phương bị sát hại khi đi lao động tại Đài Loan, Trung Quốc. Ông Bắc cho hay, thông tin ban đầu chúng tôi tiếp nhận được, nạn nhân là anh Vũ Văn Hát, trú tại phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh. Anh Hát đi sang Đài Loan lao động từ năm 2023. Cuối tuần trước, Ủy ban Nhân dân phường vừa làm công tác xác minh nhân thân để người nhà nạn nhân hát sang Đài Loan đưa thi thể về quê hương.